Chiều qua, U23 Việt Nam bất ngờ có chiến thắng rất dễ dàng tới 4-1 trước U23 Malaysia. Cần biết trước trận đấu, chính nhiều chuyên gia Việt Nam cũng đánh giá cao U23 Malaysia và cho rằng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp khó khăn. Nhận định về việc nhờ đâu U23 Việt Nam thắng dễ U23 Malaysia tới vậy, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói: "Hôm nay chúng ta thắng rất dễ dàng. Tôi nghĩ U23 Malaysia chuẩn bị không được tốt nên họ thua rất đơn giản. Nhưng nên nhớ, chúng ta để thua một bàn cũng rất dễ dàng. Bàn thua đó, chúng ta đã để cầu thủ Malaysia quá tự do. Chúng ta kèm không tốt, để lộ quá nhiều khoảng trống. Tôi cảm thấy ở giải năm nay, đa phần các đội đều chuẩn bị chưa thật sự tốt. U23 Malaysia mọi khi chơi rất tốt, đá rất mạnh mẽ. Chúng ta gặp họ luôn rất khó khăn chứ không đơn giản đâu. Hôm nay ta chơi thì lại rất dễ. Đối phương không có gì đặc sắc cả. Chúng ta thực ra chơi không hẳn là tốt lắm, phối hợp cũng bình thường thôi, chưa có nét gì nổi bật. Các pha tấn công của ta nhiều nhưng để sắc sảo hẳn thì chưa. Các bàn thắng của ta có bối cảnh dễ dàng quá, do hàng thủ Malaysia quá tệ, để lộ quá nhiều khoảng trống. Chúng ta có nhiều cơ hội để còn thắng đậm hơn nữa ấy." Khi được hỏi, U23 Việt Nam cần cải thiện những gì để tốt hơn nữa, cựu danh thủ thể công tiếp: "Chúng ta muốn tiến bộ thêm thì cần nỗ lực hơn trong việc thực hiện đấu pháp chiến thuật. Vì sao lại nói vậy? Bởi đôi khi tôi thấy, chúng ta lên bóng có rất nhiều khoảng trống, có điều kiện để ghi bàn. Nhưng chúng ta phối hợp, rồi các pha xử lý cuối cùng nhiều khi chưa ổn. Nếu chúng ta phối hợp tốt hơn thì đã thắng U23 Malaysia đậm hơn rồi. Chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Về hàng thủ, chúng ta đôi khi còn lộ khoảng trống cho đối phương khai thác. Đôi khi các cầu thủ đối phương không bị ai kèm, có thể dứt điểm nguy hiểm về khung thành chúng ta. Đấy là điều hàng thủ chúng ta cần khắc phục. Về cá nhân các cầu thủ, ông Vũ Mạnh Hải chỉ ra một số cái tên chơi tốt ở U23 Việt Nam tại giải này. Đội hình chúng ta vẫn có nhiều cầu thủ tốt, chơi cùng nhau từ lâu như Khuất Văn Khang, Quan Văn Chuẩn, Đinh Xuân Tiến, tôi nghĩ đấy là những cầu thủ nòng cốt, chơi tốt, giữ phong độ ổn." Cuối cùng, khi được hỏi cơ hội vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023 của thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn ra sao, ông Vũ Mạnh Hải khá tự tin: "Nếu chúng ta chơi với phong độ này thì khả năng bảo vệ chức vô địch cũng khá lớn. Rõ ràng vào tới chung kết thì chúng ta phải đặt mục tiêu vô địch lên cao nhất. Bên cạnh đó, ta còn nhiều mục tiêu khác, ví dụ cố gắng cho tất cả các cầu thủ đều được thi đấu, thử nghiệm, cọ sát. Nhưng vào tới chung kết mà ta vẫn còn nguyên lực lượng, phong độ ổn thì khả năng vô địch rất lớn."